Đây, đúng là quả dưa hấu khổng lồ. Các bạn nhìn này, quả dưa hấu còn to hơn cả bàn tiên khổng lồ nữa. Ôi, Gia Bảo ơi, cậu bốc phét quá. Mọi người xem, mọi người biết thừa rồi. Đi về ăn dưa hấu đi. Bim, bim. Wow, bim, bim khổng lồ. Sao giữa cái đông cỏ này có cái ấm đẹp như thế này? Xin chào, là tiên đệ nhất trong cái ấm này 1.000 năm rồi. Đi chăn bò cầm cây roi thật to, bò không đi ta lấy cây roi ta đánh đít bò. Bò đứng dậy đi luôn. Bò ơi, đứng đây ăn cỏ, anh đi ngủ lát nhá. Này con bò, nghe cho kia anh nói đây này. Đứng yên ở đây ăn cỏ, để anh đi quánh một giấc nhớ chưa. Tiếng gì kêu thế nhỉ? Thì ra là có con chim đại bàng đang mắc kẹt ở đây. Em ơi, em có làm sao không? Ơ, em chim đâu mất rồi? Ở đây mà. Xin chào bạn nhỏ tốt bụng. Ơ, bạn là ai vậy? Tớ chính là bạn chim thần mà bạn vừa cứu đây. Chim thần á? Lạ thế. Tớ cảm ơn bạn vì đã cứu tớ. Tớ muốn làm bạn với cậu. Tớ sao thế? Bạn không thích à? Không, tớ đồng ý cả hai chân hai tay luôn. Yeah, ra đằng kia chơi đi. Cái gì đi nhở? Sao giữa cái đông cỏ này có cái ấm đẹp như thế này? Xin chào. Bạn là ai? Sao bạn lại chui ra từ cái ấm bé xíu này? Đó là tiên đệ nhất trong cái ấm này 1.000 năm rồi. Cảm ơn bạn đã cứu tớ nha. Bạn là tiên á? À không, bà là tiên á? Con mình tận 991 tuổi. Hả? Gọi bà đã đúng chưa nhở? Không phải, tớ là bạn thôi. Tớ không thích bà đâu. À, ok, là bạn nhé. Ok, là bạn nhá. Yeah, ra kia chơi đi. Xin chào các bạn. Đây là bạn mới của mình. Còn xin chào. Đây là bạn mới của mình. Hi. Tự dưng hôm nay có bạn mới vui quá. Chung hiếu hay là bọn mình đi ra trò gì để chơi đi. Hai chúng mình làm thử thách cắm trại đi. Đúng, cắm trại giữa cánh rừng này. Chuẩn, không cần chính. Ơ, không mang đồ gì đâu mà cắm trại nhở? Việc của các cậu là chơi hết mình đi. Có mọi thứ cứ để chúng tớ lo. Dạ đó. Yeah, cắm trại thôi. Bạn Tiên ơi, đứng cho tớ một cái leo đi. Ok, có luôn. Wow, một chiếc leo siêu to khổng lồ. Wow, cái leo này to thật thôi. Cao hứng lắm luôn. Tiên ơi Tiên, ta bảo có leo rồi kìa. Tớ cũng thích có một cái leo. Ok, tớ sẽ biến cho cậu một cái leo. Yeah. Đâu, đâu, đâu? Leo kia. Leo đây á. Về thế này, làm sao chơi vừa được? Tớ quen không nói với cậu. Tớ là thằng tí hon, chỉ biến ra được những đồ tí hon thôi. Hả? Tớ biến thêm cho cậu một cái thảm để ngồi nhá. Hả? Lo đi. Các bạn ơi, ngày hôm nay mình và Trung Hiếu sẽ làm thử cách cắm trại khổng lồ và cắm trại tí hon. Mình sẽ cắm trại khổng lồ với sự trợ giúp của mình. À, tiên khổng lồ. Yeah. Mình sẽ cắm trại tí hon với sự giúp đỡ của tiên tí hon. Đi nơi tớ. Đúng không? Đúng, sao cậu biết? Và bây giờ cậu muốn ăn một cái gì đó đúng không? Lại đúng, sao cậu biết? Tớ là tiên mà, cái gì tớ chẳng biết. Thế bây giờ cậu sẽ cho tớ ăn món gì? Là một món rất hot nha. Hot á? Là món gì thế? Chính là món hot dog. Hả? Món gì nghe tây thế? Đâu, cậu biến ra cho tớ xem nào. Cậu chia tay ra. Đây. Tiên. Wow, chính xác, đây là món hot dog. Đúng rồi, và là hot dog siêu to khổng lồ. Đúng là to thật. Bên ngoài là một chiếc bánh mì rất to, còn bên trong rất nhiều xúc xích. Giờ cậu hãy lấp đầy chiếc dạ dày của mình đi. Được, tớ ăn luôn đây. Giang nói ăn hot dog khổng lồ ngon thật. Giang đi thả bỏ mà được ăn hot dog sướng thế nhỉ?
con chia tay ra. Đây, đây rồi, đây, đây rồi, đây. Hả? Hot dog kỳ hơn. Nhìn chiếc hot dog này đáng yêu thật đấy. Bên ngoài cũng có bánh mì, bên trong cũng có xúc xích này. Nhìn chiếc hot dog này bé nhưng ngon, nằm lại cậu ăn đi. Được rồi, tớ không ngại đâu, tớ ăn luôn đây. Ngon thật đấy, thì ra là kéo dẻo. Ngon, ngon, hot dog kỳ hơn ngon quá. Nhưng mà tớ chưa no. Cậu có muốn ăn tiếp không? Ăn cái gì? Món tiếp theo. Đâu? Tớ có thứ gì đâu? Trong túi quần cậu đây. À, đây rồi. Dưa hấu tí hon. Yeah. Nhìn giống hệt quả dưa hấu luôn này. Tớ không biết ăn hot dog nữa đâu. Sao thế? Vừa nãy cậu khen ngon mà. Cậu cũng thích ăn dưa hấu à? Tớ không thích ăn lắm, nhưng vì Trung Hiếu ăn, tớ cũng phải ăn. Được, dưa hấu của cậu kia. Đâu, đâu? Đây, đúng là quả dưa hấu khổng lồ. Các bạn nhìn này, quả dưa hấu còn to hơn cả bàn tiên khổng lồ nữa. Ôi, Gia Bảo ơi, cậu bốc phét quá. Mọi người xem, mọi người biết thừa rồi. Đi về ăn dưa hấu đi. Đây là dưa hấu khổng lồ. Còn đây là dưa hấu tí hon. Quả dưa của tớ to gấp nghìn lần quả dưa của cậu nhá. Nhưng chưa chắc đã ngon bằng quả dưa hấu của tớ đâu. Dưa hấu của tớ nhỏ nhưng lại có vỏ đấy. Wow, dưa hấu của mình ngon quá. Bên ngoài vỏ màu xanh, bên trong có nhân này. Nhìn như quả dưa hấu thật nhưng còn ngon cả dưa hấu thật nha. Quan trọng nhất là dưa hấu của mình còn ăn được cả vỏ. Dù ai nói gì nhưng mà tớ thấy quả dưa hấu của tớ vẫn là ngon nhất. Ồ, dưa. Sẽ bảo ơi, nhìn này. Wow, mình thật là khỏe. Tớ lấy nhá. Ôi, nhìn này. Này, cậu ăn luôn đi. Ngon quá. Quả dưa này ngon thật, lại còn nhiều nước nữa. Ơ này, sao vừa nãy tớ bổ dưa được bằng tay hay là tớ có phép nhở? Thôi đi, cậu đừng có mặc ảo tưởng nữa, là do ăn may thôi. Cậu hỏi nằm đúng không? Đúng thế. Thèm không, thèm không? Không thèm. Giá như quả dưa hấu của mình nó to như quả dưa hấu kia thì ăn đã mồm luôn. Ngon hả? Cậu ăn hết cả quả dưa rồi á? Đúng rồi, riêng khoảng ăn tớ là vô địch luôn. Ăn hết cả vỏ luôn rồi. À không, tớ ném vỏ cho bò nhai rồi. Tớ có phải bò đâu, có ăn vỏ. Giờ có đồ ăn nữa, cậu ăn được tiếp không? Tớ có, nhưng là món gì thế? Bim bim. Wow, bim bim khổng lồ. Đây là bim bim khổng lồ, ở trên TV hay có đây mà. Đúng rồi. Cậu giỏi thật. Trời ơi, bim bim hay là bim bim. Trời ơi, sao trên đời lại có bim bim to bằng người tớ thế này. Làm sao mà tớ lỡ ăn. Nếu cậu muốn bim bim to hơn, cậu có thể biến bim bim to hơn nữa đấy. Thôi, thế này là đủ lắm rồi. Nhìn cái mặt cậu thích thú chưa kìa. Ông xã ăn đi. Không, tớ không lỡ ăn đâu. Bên này kia, bên kia lại có bim bim khổng lồ kìa. Này, tớ đã lo bụng đâu mà cậu đang ngủ rồi. Tớ ngủ nhưng không quên nhiệm vụ đâu. Yeah, mình không có bim bim rồi. Bim bim khổng lồ. Yeah. Bên trong bim bim khổng lồ có rất nhiều bim bim bé này. Và đủ màu sắc luôn. Bên trong gói bim bim tí hon có rất nhiều miếng bim bim bé tí. Nhìn con cua luôn nha. Cua à? Anh ăn cua. Giòn quá. Gói nào cũng ngon. Ăn gói này đi. Bên trong là mấy miếng bim bim rất xinh luôn này. Giòn cực, ngon quá. Nhiều bim bim như thế này ăn đến mai cũng không hết. Ăn bim bim của mình vừa ăn đã hết rồi. Gói màu xanh thì khác này. Ngon quá. Tiên ơi, biến thêm cho tớ ít đồ ăn đi.
Tiên đâu rồi? Chắc tối Tiên về nhà ngủ mất rồi. Trung Hiếu, cho tớ xin mấy gói, tớ thèm quá. Tiên khổng lồ, bắt Trung Hiếu lại cho tớ. Tiên khổng lồ đâu mất rồi? Sao trời đất, Tiên khổng lồ lại bỏ mình ở đây một mình thế này? Trung Hiếu đúng rồi. Trung Hiếu chạy đi. À, đây rồi. Đây cho tớ. Đi nào? Bibi của lấy cậu lấy đây. Cậu làm mơ à? Làm mơ thôi. Tớ cũng vừa mơ đấy. Tớ làm mơ cắm trại tí hon, ăn đồ tí hon. Còn tớ thì mơ cắm trại khổng lồ, ăn đồ ăn khổng lồ. Đáng như giấc mơ đó trở thành hiện thực thì sướng biết mấy nhở? Đúng thế. Tối rồi này.